yêu cầu mới nhất của bộ môn là sẽ hôm nay sẽ cố gắng cho những câu hỏi mới, cho những đề thi sẽ là những câu hỏi mới, cho nên mấy con lại mấy con cũ cho mấy cả bạn học, cho nên đọc chơi cho biết. Câu mấy các bạn? Câu một hay câu hai câu bốn? Ai có ba?
một bạn. Ai có bốn? Nhiều ha, có bốn nhiều ha. Phát hiện đầu tiên là Việt Nam đúng không? Đúng. Vi năm nhiệt độ đúng không? Đúng. Ký sinh nội tế bào đúng không? Thật sự thì nè, nó không phải là ký sinh ở ngoại tế bào, nó ký sinh ở nội tế bào. Nhưng mà trong quá trình sinh sống nó phát triển ở trong nội tế bào, nó vỡ cái tế bào đó ra. Cho nên sẽ có một số vi nấm mini nó nằm ở ngoại bào, nó nằm gần gần đó. Chứ nó không phải ký sinh ngoại tế bào nha, nó ký sinh là ký sinh nội tế bào. Hay gặp ở người trồng hoa là vi nấm gì? Hay gặp người trồng hoa là người làm vườn, người làm cây cảnh là sporophyte. Này con nào? Số điện. Ai con một? Ai con một lại? Ai con hai? Ồ, hiểu quá ha, giỏi quá. Giờ trả lời đúng hết rồi, thuộc bài rồi. Vậy thì đậu rồi. Ai cũng có. Tại em thấy trầm hoa, tưởng là cô ta thu trầm hoa. Không. Ai cũng có. Ai cũng hai. Cái đó thì em biết. Cô ba. Cô bốn. Cô năm. Cô năm hả? Phải cô năm không? Phải là sai rồi. Trong đây không có câu nào đúng hết. Trời ơi. Nhiệm năm sporophyte scanty, tinh thể sắc thể sau tu lua không phải là hình dạng đặc trưng. Ví dụ như hình dạng đặc trưng của trứng của dung tóc là nó có hai mức nhầy ở đầu. Đó hình dạng đặc trưng. Thể sao tu lưu này là một thể ái coi ngoại bào, nó vẫn có thể gặp trong các tình cảnh khác. Bữa trước có nói rồi, thể sao tu lưu này không phải hình dạng đặc trưng. Thể sao tu lưu này có xuất hiện trong bệnh cảnh diễn nấm sporophyte scanty, khi nó không có phải là hình dạng đặc trưng. Có bệnh diễn nấm sporophyte scanty sẽ có thể có xuất hiện, nhưng có xuất hiện không có nghĩa là bị nhiễm nấm nha. Cho nên phải để ý từng câu chữ, chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi đánh đại. Có biết là bữa nay buổi cuối không? Có biết là mấy năm trước nó bao nhiêu phần trăm không? Nó cũng không có nhiều lắm, nó còn khoảng 1/3 đó, đâu có nhiều đâu. Ngàn đứa rớt khoảng 300. Là vừa. Cho nên là đừng lo lắng quá ha. Chỉ có cái đề mới thôi.